Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà hướng đông nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10. Một căn nhà thiết kế một trệt, hai tầng lầu và sân thượng như quý vị. Thiết kế rất là đẹp với diện tích ngang 4, độ dài gần 13m. Có 3 phòng ngủ và phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân phơi. Vị trí đẹp hướng chính đông, nằm ngay ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đi vào. Đây là một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10. Căn nhà hẻm thông như quý vị. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Và căn nhà này thì đường thông, xe hơi vào tận nhà nha mọi người. Đường này thì tầm khoảng 5m đường thông, và đối diện nhà mình thì có gara xe hơi này. Quý vị có xe hơi thì có thể gửi bên đây nhá, bên gara xe này. Đó, đối diện nhà mình có gara xe hơi luôn. Đường thông bàn cờ. Quý vị đang đến với một căn nhà hơn 6 tỷ một tí xíu thôi. Ngang 4, độ dài 13. Được gia chủ chào bán với giá tương đối mềm. Thiết kế một trệt và hai tầng lầu, có 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước. Căn nhà hướng chính đông. Quý vị đang tìm một căn nhà mà gần với ngã năm chuồng chó khác bên ủy ban dân quận Gò Vấp thì đây là một căn nhà rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Nhà này thì quý vị sẽ có lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa cuốn bên trong. Bên trong thì quý vị sẽ có chỗ đậu xe máy và phòng khách này. Ở đây gia chủ tặng kèm mình full nội thất nên là quý vị sẽ có sofa kết hợp với tủ kệ tivi. Phía trên thì có trần thạch cao, đèn pháng, đèn led. Trên tường thì có sơn theo kiểu hình caro và có những chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Phía dưới thì ốp sàn gạch 80. Cầu thang thì ốp sát vào bên tường với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10mm mặt đá hoa cương. Phía trong đây thì quý vị có những khu vực trang trí này, và bên trong đây thì quý vị sẽ không gian phòng bếp. Ngang 4, độ dài 13m, xây full luôn nha quý vị. Không gian bếp thì có lavabo rửa mặt bên ngoài, có bộ bàn ăn 4 ghế này. Và phía trong thì có vệ sinh dưới cầu thang, và tường phòng bếp thì có dán giấy treo tranh và ốp gạch lên cao tầm 2m. Giá bán là 6 tỷ 480 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm đến căn này có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và đây là một căn nhà xây mới tinh nha, sổ hồng hoàn công năm 2023 nha quý vị. Và đây là không gian bếp thì có bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và tủ bếp trên dưới. Quý vị thấy này, không gian căn nhà ngang 4, độ dài 13m này, xây full đất luôn nên là phòng ốc và cách bố trí không gian bên trong rất là đẹp. Vị trí thì cực kỳ đắc địa, nằm ngay cạnh bên ủy ban dân quận Gò Vấp, trục đường Quang Trung, phường 10, thuận tiện cho quý vị di chuyển đi lại, di chuyển về trung tâm thành phố và di chuyển về các quận trung tâm, cũng như là qua sân bay thì khoảng tầm 5 phút thôi. Đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi nha quý vị. Quý anh chị đang cùng em tham quan trực tiếp tại căn nhà bán xây mới 100%, giá bán là 6 tỷ 480 triệu đồng còn thương lượng nha. Và ở đây thì quý vị sẽ lên lầu để tham quan không gian của 4 phòng ngủ. 3 phòng ngủ và có nội thất kèm theo, có giếng trời phía sau này. Phòng ngủ thì có giường ngủ 1m8, có tủ áo, có khu vực gắn máy lạnh và có vệ sinh trong. Đây là không gian phòng ngủ phía sau nhé. Phòng ngủ rất là rộng nha quý vị. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch cao phun trần, có bồn tắm đứng vách ngăn kết hợp với bồn cầu và lavabo rửa mặt. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 1. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian có phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 thì cũng được làm full nội thất. Quý vị cũng có giường ngủ 1m8, có chăn ga gối nệm, có khu vực gắn máy lạnh, sàn phòng ngủ thì ốp gạch giá gỗ và có tủ áo rộng, cũng như là có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính và cửa ra ban công. Vô cùng thoáng mát luôn nha quý vị. Ban công đây thì có vòi tưới cây. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 2 và phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 này. Tất cả phòng vệ sinh của căn nhà đều làm rất là đẹp và có bồn tắm vách ngăn. Lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng giặt, phòng thờ và sân phơi nhé. Ngang 4, độ dài 13m, hướng chính đông. Giá bán là 6 tỷ 480 triệu đồng còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị quan tâm căn này thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà mà nằm ngay vị trí trung tâm của trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với ngã năm chuồng chó, sát bên ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Vị trí này thì thuận tiện ở kinh doanh buôn bán, là văn phòng công ty cho thuê. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 3 và phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3 này. Trệt hai lầu, sân thượng, có phòng giặt, phòng thờ và có 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, cũng như là sân phơi. Ngoài đây thì có chỗ để máy giặt này, và có lợp mái chống nóng này, có trồng cây xanh và có hàng rào xung quanh. Ở đây thì quý vị sẽ có cầu thang leo lên trên lầu. Bên trên thì mái bằng luôn nha quý vị. Nhà xây mới 100% nên quý vị quan tâm thì có thể gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.